ai nói cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 thất bại đối với Dương đó là một thành công vô cùng lớn luôn anh chị. Chúng ta không thấy thành công vô cùng lớn luôn. Anh chị quay về thời gian này Dương nói nha. Ngày 14 tháng 2 2017 tại miền Trung, anh chị thấy chuyện gì xảy ra? Người dân miền Trung xuống đường bị đánh thê thảm. Nhưng ngày 5 tháng 3 vừa rồi anh chị thấy đoàn người miền Trung đi rất là bình thường, không hề có một cái gì, một cái biến động gì hết, anh chị thấy không? Đó là một cái thành công lớn, một thành công lớn vô cùng. Chúng ta tập trung vào Sài Gòn không được, nhưng mà những người ở trong Sài Gòn là họ đứng lên ủng hộ người dân miền Trung, thấy chưa? Đó là một thành công thứ nhất. Cái thành công thứ hai là các cái hội đoàn, các cái tổ chức dân sự, các anh chị thấy có không? Không. Nhưng mà người dân đó mà ngày hôm đó xuống đường là những người xuống bằng cái trăm tâm thật sự của họ, họ đấu tranh thật sự, là cái thắng lợi thứ hai. Cái thắng lợi thứ ba đó anh chị nhìn, ngày hôm nay có những người gọi là đấu tranh cho dân chủ. Anh chị nhìn lại đi, nó có những cái gương mặt lồi ra thật sự bản chất của nó. Chúng ta thắng lợi, chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi kia luôn, không hề có sự thất bại, không hề có sự thất bại. Người dân miền Trung không bị đổ máu, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái cuộc đánh đập ở trong Sài Gòn đó là một cuộc đánh đập nhẹ. Dương thấy đó là một cuộc thành công đó anh chị. Không biết có nhiều người nhìn ra giống Dương không? Nói thiệt luôn. Theo chú thì cái cuộc xuống đường ngày 5 tháng 3 trong nước là sao chú? Chú có chia sẻ ngày 5 tháng 3 là một ngày phải nói là mình có một cái cuộc biểu tình rất là có kết quả theo như cái quan niệm cái của Hoàng ở bên đang ngồi trên xe với Dương. Dạ. Thì biết bạn trẻ của Việt Nam cũng đã biết một cái chính thể, một cái đất nước nào muốn thay đổi cái hiến pháp đó, muốn lật đổ một chế độ đó thì mình phải làm rất là nhiều lần. Dạ. Và phải đổ máu nữa cả. Nhưng mà vì lý do rằng là những người đấu tranh trong đất nước là những người giống như là những tôn giáo đó, là vì cái cuộc sống của Việt Nam mình đã bị chiến tranh quá lâu rồi. Dạ. Và những người mà bên tôn giáo, ví dụ như bên công giáo hoặc ví dụ là không muốn người dân sẽ đổ máu nữa. Dạ. Và tìm mọi cách để bớt sự đổ máu đó. Dạ. Do đó mà bên Việt Nam khi mà làm cho bất vận một người công dân đứng lên, tôi tin chắc rằng không một ngày không bao xa đâu mình sẽ đuổi Tàu Cộng ra khỏi Việt Nam và mình phải lập lại cái đất nước Việt Nam của mình. Mấy bạn nên nhớ là ở đối ngoại này là mình tới gần 5 triệu người. Tất cả 5 triệu người này đều hướng về Việt Nam hết á. Chúng tôi không bỏ các bạn đâu. Các bạn đừng có lo, tại vì cái tài nguyên của chúng tôi ở đây hiện tại chúng tôi có đầy đủ, người nào cũng có đời sống thoải mái, có xe, có nhà, có cửa này nọ. Nhưng mà chúng tôi, đó là những cái bốn liếng mà chúng tôi sau này mà có những cái sự thay đổi, tự do. Và những bốn liếng này chúng tôi có thể là mang về Việt Nam và chúng tôi xây dựng đất nước Việt Nam cho nó tốt đẹp hơn. Chúng ta nghe chưa? Nó ngày 5 tháng 3 là ngày để làm chi mà các bạn thấy đa phần là học sinh, sinh viên và những gương mặt mới, những người trẻ xuống đường. Nó không có tổ chức dân sự nhưng mà họ vẫn xuống đường. Các bạn thấy không? Đó là thắng lợi của chúng ta đó, chúng ta không có bi quan. Và các bạn có kinh nghiệm, quá nhiều kinh nghiệm cho các cái cuộc mà xuống đường lần sau. Chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tại vì ngày 5 tháng 3 đó là cái ngày kêu gọi của cha Lý quá cần kề. Nhưng mà mình hưởng ứng cái ngày đó. Bởi vì mình xuống đường là mình biết cái mục đích vì sao mình xuống đường. Mình xuống đường là bởi vì cái mạng sống của chúng ta bị đe dọa. Và mình xuống đường là bởi vì chúng ta biết được cái trách nhiệm của chúng ta cần phải thực hiện, là chúng ta đòi cái quyền con người của chúng ta. Đó, và chúng ta ủng hộ đồng bào miền Trung. Chứ ngày hôm nay chúng ta không phải xuống đường bởi vì cái tổ chức này kêu gọi hay là cái tổ chức kia kêu gọi là ngày 5 tháng 3. Nhưng cái ngày 5 tháng 3 là cái cột mốc, là một cái điểm mốc điểm thời gian để chúng ta đi xuống đó. Ngày hôm nay anh chị các bạn xuống đường là bởi vì cuộc sống của anh chị và các bạn, những người bạn trẻ của chúng ta. Chứ đâu phải là anh chị xuống đường là bởi vì các cái tổ chức dân sự đó, bởi vì lợi ích của những người kia. Cho nên đối với Dương, ngày 5 tháng 3 đó là một cái ngày mà khởi điểm khá là thành công, cho các bạn trẻ có một cái tầm nhìn, có một cái nhận định, có một cái suy nghĩ và có những cái sự trải nghiệm. Nhưng thật sự ca ngợi những người bạn trẻ trong nước, rất là ca ngợi luôn. Và ngày hôm nay các bạn ở bên trong, các bạn tiến hành cái công việc của các bạn. Dương ở bên đây, Dương tiến hành của công việc của Dương. Và ngày hôm nay trong cái buổi mà Dương đi đến dự tang lễ của anh ba anh Hiệp đó, thì các bạn biết không, rất là nhiều người trẻ đã quay quần bên Dương với chị Yến, với bên anh Hiệp,
rất là nhiều bạn trẻ luôn, họ quay quần qua, họ hoàn toàn ủng hộ và họ đồng tình, và sau này sẽ tạo nên kết nối những người Việt ở bên ngoài để làm một cái lực đẩy cho những người Việt bên trong. Nó, các bạn hãy làm đi, và Dương cũng sẽ làm. Dương sẽ làm cho tới bến luôn, tại vì cuộc sống của chúng ta quá khổ, chúng ta không có cái gì phải sợ cả. Ngày hôm nay nếu Đảng Cộng sản nhu nhược, hèn hạ với người dân, thì chúng ta phải đấu tranh, chúng ta đòi lại. Không có cái tự do nào mà không trả giá hết á. Không có cái tự do nào mà không trả giá. Những cái đất nước mà họ mất tự do đó, họ phải hy sinh cả tính mạng con người, họ giết mấy, có nghĩa là họ phải chết mấy trăm ngàn người để họ giành lại cái tự do thực sự cho họ. Chúng ta chưa mà anh chị, chúng ta chưa. Ai rồi cũng hôm nay Dương trong nhà thờ đó, Dương tự suy nghĩ, Dương nhìn vô cái quan tài, Dương và nhiều người rồi đây cũng sẽ là người nằm trong cái quan tài đó. Chúng ta sẽ nằm trong quan tài đó, nhưng mà trước đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Không ai thoát khỏi. Nếu mà Dương chết sớm, Dương còn nằm trong quan tài đó. Mà nếu mà Dương ở Việt Nam á, mà Dương chết trẻ, chưa chắc có cái quan tài để nằm nữa anh chị. Chưa chắc có cái quan tài để mà nằm nữa đâu. Nếu mà Việt Nam không thay đổi, nếu mà Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc, xác chết sẽ để đầy ngoài đường cho anh chị biết. Chúng ta phải thay đổi. Nó không có cái gì phải sợ cả. Dương ngày hôm nay Dương sẽ vận động, Dương sẽ tìm bằng mọi cách để kết nối những người trẻ bên ngoài. Dương sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, Dương không bao giờ chịu thua đâu anh chị. Thì những người trẻ bên trong sẽ không bao giờ chúng ta từ bỏ, không bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Những cái cuộc xuống đường lần sau sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ quy mô hơn, sẽ có tính chất là to lớn hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Không có cái gì hết, chúng ta không có cái gì hết. Tại vì bây giờ thật sự luôn, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đã biết chúng ta mất quyền con người quá nhiều rồi, chúng ta không có nhân nhượng được. Bây giờ anh chị tưởng tượng đi, các bạn trẻ vô đồn, các bạn trẻ vô đồn, các bạn thấy hai lá cờ Trung Quốc với lá cờ Việt Nam để chung với nhau. Rồi bây giờ là tụi nó hỏi chứ bây giờ mày đi đấu tranh, mày đi biểu tình là tại sao mày đi? Thì các bạn trẻ mới nói là tao đi là bởi vì, không phải tao đi mà tôi đi là bởi vì tôi muốn Formosa ra khỏi Việt Nam. Thì công an nó mới nói rằng là tao thà bắn tụi bay chứ tao không bắn vô dân mà. Nó trước sau chúng ta cũng bị giết à, chúng ta không bị giết bằng cách này, chúng ta bị giết bằng cách khác. Tại sao chúng ta bây giờ chúng ta không dùng cái tính mạng của chúng ta cho con cháu chúng ta? Nó trời ơi, có nhiều người ngày hôm nay sau cái công cuộc xuống đường ngày 5 tháng 3 lòi ra nhiều gương mặt, mà Dương cảm thấy Dương hết hồn anh chị. Mình tưởng đâu họ là những người đấu tranh dân chủ thật sự, nhưng mà sau cái cuộc 5 tháng 3 nó lòi ra nha. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng có tôn vinh tôn thờ một cái người lãnh tụ nào. Trời ơi, chúng ta ngày hôm nay chúng ta đấu tranh là bởi vì bản thân của chúng ta nè, cái mạng sống của con chúng ta nè. Ai cũng thấy được rồi, cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay quá nguy hiểm rồi. Chúng ta mất quá nhiều rồi, chúng ta xuống đường là bởi vì chúng ta thôi thúc chúng ta đi nè. Chứ không phải chúng ta xuống đường là bởi vì những cái người kia. Nhưng mà đối với Dương đánh giá rất là cao cái ngày 5 tháng 3 đó anh chị, đánh giá cao lắm. Cao lắm. Phương Tha mình tin là càng ngày thì càng dân sẽ chí ý thức hơn và lực lượng biểu tình sẽ đông hơn, chắc chắn anh chị, chắc chắn luôn. Các bạn trẻ về các bạn sẽ có sự chuẩn bị, chắc chắn vậy. Chúng ta đấu tranh vì chính nghĩa, chúng ta không có sợ. Mạng yếu quá hả? Anh chị thấy không, ngày hôm nay Dương ngồi trên xe hơi mà Dương chiếc xe chạy rần rần vậy nè. Vậy mà cái mạng của Dương anh chị thấy không? Đâu bị gì đâu. Mà bạn Việt Nam hả, tao nói hả? Ngồi tại chỗ coi cũng không được nữa anh chị. Thấy không? Mất hết rồi, quyền tự do con người chúng ta mất hết rồi. Bây giờ anh chị thấy không, sao cái vụ này anh chị thấy quyền chúng ta muốn bỏ miệng ra chúng ta nói, chúng ta không dám nói. Vậy tự do chỗ nào? Tự do ngôn luận hả? No. Không có đâu. Bây giờ chúng ta phải đấu tranh, chúng ta đòi nó. Cái quyền đó là quyền của mỗi con người chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta phải đấu tranh, chúng ta đòi cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Kỳ vậy. Đảng Cộng sản lên mà rốt cuộc chúng ta mất hết trơn là sao? Quyền con người, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí chúng ta mất hết trơn. Ủa anh cướp chính quyền, anh cướp miền Nam để làm gì? Anh mang cho chúng tôi cuộc sống đầy đủ mà rốt cuộc chúng tôi không có quyền gì hết. Không có quyền gì vậy? Anh lãnh đạo, anh hô là anh cướp, anh mang lại sự thống nhất này kia nọ, chúng tôi đâu có cái gì đâu. Chúng tôi không có quyền lên tiếng bảo vệ đất nước của mình nữa. Trời ơi. Nè chị, nói chuyện chút xíu với mấy người này đi chị. Cầm nói chuyện chút xíu đi chị. Nói chuyện đi. Hello. Thì chị nói chuyện chị, đưa cho các bạn chị mình. Nói đại đi chị. Hello, xin chào các bạn. Cho chút xíu, xây vô mặt của chị, xây vô mặt của chị. Ừ đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm cái ngày 5 tháng 3 mình có theo dõi suốt đêm và thấy nhiều người trẻ và người lớn nữa
rước xuống đường. Trời, mình thấy rất là phấn khởi, thấy một cái tia nắng cuối đường hầm gì đó. Mình có một cái hy vọng là Việt Nam sẽ thành công. Rồi đây mình cũng sẽ bảo vệ được Việt Nam, và mình sẽ lật bỏ đá cái tụi phản động cộng sản ra khỏi nước Việt Nam, tại vì nó che chắn cho cái tập đoàn Tàu Cộng vô nhân tính, mà mình xuống đường mình kêu gọi, mình đấu tranh để giành tự do cho Việt Nam, để giành môi trường sống, mà tại sao nhà cầm quyền lại cấm đón mình? Các bạn có, bà con có thấy vô lý không? Không có quyền bảo vệ cái đất nước của mình, trời ơi, sao mà quá vô lý như vậy? Cho nên vì vậy mình phải tiếp tục, mình không bao giờ bỏ cuộc được, chết cũng xứng đáng. Phải không? Tại vì con cháu của mình, các bạn có muốn con cháu của mình có một cái tự do về lớn lên, một cái môi trường sạch, một cái giáo dục tốt, và không có bạo động trong gia đình, không có bạo động trong trường học? Các bạn có muốn con của mình sống một cách giống như là phát triển giống như bên Tây Phương không? Các bạn có thấy con của bên Na Uy không? Nhà chính phủ đã có tin loan là sẽ cho 35 triệu, để 35 triệu krona là 4 triệu tiền Mỹ Kim á, cho cái trẻ con từ 5 tuổi á, trong cái vườn, cho trẻ con vườn trẻ á, từ 5 tuổi để nó làm quen với nước, nó học bơi trước khi nó lên, nó vô trong cấp 1. Tại vì nếu mà cấp 1 nó lúc đó nó lớn, nó học bơi lúc đó thì nó hơi bỡ ngỡ, nó nhiều đứa nó sợ á, nhiều đứa nó không có thiết nghi được, cho nên chính phủ ở Na Uy nghĩ ra là mình phải làm thế nào để cho những cái đứa trẻ đó khi mà nó tập bơi trong cái khi mà nó tập bơi lúc mà nó lên cấp 1 á, nó khỏi bỡ ngỡ, nó sẽ vui vẻ hơn. Yeah. Với lại vừa rồi mấy năm trước á, nó có một cái tai nạn á. Mùa hè có 2-3 đứa nhỏ nó bị chết đuối trong một cái hồ nước á, hay là trong cái sông gì đó. Thì sau đó là nó loan tin, trời ơi, mấy người ta nói ai trong mấy người gì trong làm chính trị rồi đó, người ta ai cũng có cái ý kiến là mình sẽ làm cái điều đó gì đó để cho tránh khỏi cái tai nạn mà đáng tiếc xảy ra. Cho nên nó có, bây giờ nó đã có cái có chính sách là quy tiền ra cho cái cuộc đó rồi. Cho nên á, khi mà ở đây á, khi mà nó thấy một cái vấn đề gì đó thì nó muốn phải giải quyết. Mà Việt Nam mình thấy á, mình coi nhiều cái clip mà người dân quay lên á, mà mấy trẻ con mà đi học mà phải bơi, phải lội qua con sông rồi đi trên cái chiếc cầu mong manh như vậy. Trời ơi, đã bao lâu năm này tới năm khác. Dớ khủng khiếp. Nó lội qua sông mà bỏ vô bình mẫu á chú. Dớ. Trời. Ủa cái đó là muốn đi. Ừ. Cái đó là của cha mẹ hay là nhà trường hay là ai quản? Cha mẹ, có những người họ bỏ con cháu vô trong cái bịch ni lông rồi họ kéo qua bên con suối đó. Trời ơi. Ủa nhà nước không có thấy hả? Nhà nước không có can thiệp vô hả trời? Không có làm ngơ chứ, nó thấy là nó quan tâm mà nó xài. Thì bà con và các bạn đã biết rồi không? Như vậy mà đáng lẽ nhà nước phải can thiệp vào chứ, phải làm. Nếu mà nó can thiệp thì chị em mình nó không tốn công, cho nên á mà ngồi đây đấu tranh với tụi nó đâu. Thì đó mình mới thắc mắc khủng khiếp như vậy, tại vì mình ở đây nó quen rồi, phải không?
mình thấy một cái vấn nạn gì mà một vấn đề gì mà nó không hay là ở đây nó phải và giải quyết tức khắc à, không có vào để như vậy đâu. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam nó không có bận tâm vô cái chuyện đó. Dạ. Con biết mà chết thì nó không có lo, không có cái chính sách gì để cải thiện cho nó tốt hơn gì hết. Trời ơi. Con mà không họ có chính sách tốt gì, em mình đâu có ngồi đây mà nhiều người đâu có phẫn nộ dữ vậy. Trời ơi, mình thấy mấy đứa trẻ thấy là đau lòng ghê lắm. Tại vì mình cũng có mình có một cái thông điệp thôi, là cái đó là muốn lùi lại cái mấy chục năm là khi mà ca tụng những người cộng sản, ca tụng Hồ Chí Minh là cha thân yêu, bác thân yêu, là cụ Hồ Chí Minh là thương yêu dân chúng, thương yêu nhất là những đứa con nít. Đó, bây giờ thì những đứa con nít đó nó sống, những người nghèo con nít ở các vùng quê, vùng sâu, vùng xa, sống cuộc sống như thế nào, chắc có lẽ là trong các bạn đã biết rõ nhiều hơn. Như vậy thì cái thông điệp của ông Hồ Chí Minh là như thế nào? Có phải là một người cứ như là giả dối, một người nói một đường mà làm một nẻo, tới giờ này là coi như là trong nước nó những người giàu là toàn là những người của phe phái, cán bộ phe phái trung ương, còn những người nghèo chiếm hết là gần 99% những người nghèo trong nước rồi. Chị cho một quay cái view ở bên ngoài, trời ơi ngoài đẹp quá. Chúng ta nghe chưa các bạn, ngày hôm nay à Dương, nhưng nói thiệt với anh chị, Dương thích nói người trẻ nào uy hết luôn cho coi nè. Anh chị, những người bạn ở Na Uy nghe Dương nói, kết nối lại nha anh chị, để tạo cái sức mạnh để coi nè, chúng ta sẽ có một cái cuộc thay đổi nè. Dương nói thiệt với anh chị, chúng ta sẽ làm được, chúng ta nói chúng ta làm được là chúng ta làm được. Dạ. À, cái view bên ngoài đẹp không? À, đẹp lắm anh chị, đẹp thì thôi luôn. Tao nói đẹp mà, tao nói đẹp lung linh luôn, đẹp mà gọi là tao nói hả, lãng mạn lắm. Dương, dạ, cái chỗ này nó còn bèo á, chỗ phải không? Còn nhiều chỗ nó, trời ơi nó đẹp nè anh chị, trời sao tiết này đẹp quá trời vậy ta. Rồi, mình dẫn lên Dương lên cái chỗ mà chơi tuyết á, bữa nào dẫn đi không chịu dẫn nữa. Ôi ôi đẹp quá trời luôn, trời ơi đẹp má trời, này gọi là ngoại thành hả? Ừ, chỗ này không có là cái gì hết. Không là gì hả, đẹp lắm chị, đẹp lắm luôn, ta nói trời ơi. Tao nói ở đây hả, tao nói đi ra đường một cái là lên xe hơi hà. Không, bữa nay Dương đi đám ma, Dương đi gọi là đi dự tang lễ trong nhà thờ, Dương không có make up nhiều anh chị. Nguyên bộ đen xui thùa lùi luôn, từ đầu đến đít luôn này, giày cũng đen nữa, giày đen, quần áo đen hết. À, Việt Nam cũng đẹp nhưng có không sạch thôi, không sạch về môi trường, không sạch về đồ ăn, không sạch về giao thông, nói chung cái gì cũng không còn hết anh chị, giáo dục cũng vậy. Chúng ta không quan tâm đi, mai mốt con của mình nó vô chuộng, nó đã lên gối xuống chỗ cho biết cái mùi, thấy không? Còn những người công an bữa hôm qua đó, có một cô gái 25 tuổi bị tai nạn chết đó, rồi người cha bây giờ làm sao, thấy con chết rồi, nghe nói là ổng từ bỏ chức luôn rồi đó. Con nghe nói vậy đó mà không biết có không à, xin bỏ từ bỏ chức rồi hô đi tu gì nữa đó. Đợi quyền lợi của chúng ta, đợi con cái của chúng ta nguy hiểm rồi chúng ta mới nhìn ra sự thật, chúng ta mới biết ăn năn hối hận. Bởi người Việt Nam mới Dương nói hỏi, Dương không nói, không có nặng, Dương không đạm chạm vô, không chịu được. Là chúng ta cứ đợi cái quyền lợi của chúng ta nó đụng vô da thịt của chúng ta, nó đụng vô tim gan phèo phổi chúng ta, nó làm cho chúng ta đau rồi đó, thì chúng ta mới chợt tỉnh thức, chúng ta mới chợt nhận ra. Còn nếu không á, là quyền lợi của chúng ta không đụng tới, anh chị ngồi cà bơ hả. À, Dương chịu không nổi, bởi vì cái sự đó của anh chị đó, Dương cứ đánh thức hoài với nó, anh chị đừng có đợi lúc nào mà cái quyền lợi của anh chị nó mất rồi anh chị mới lên tiếng, là nó không có còn kịp nữa. Bây giờ chúng ta nhìn ra miền Trung đi, chúng ta thấy miền Trung ngày hôm nay người ta kêu người dân miền Trung sống không nổi, là người ta không thể đánh bắt cá được nữa. Anh chị ở trong miền Nam chúng ta nghe, chúng ta hậu thuẫn đi, chúng ta cùng góp lên một cái tiếng nói để chúng ta cứu miền Trung, để sau này khi mà miền Trung được cứu, miền Nam mà có chuyện gì thì miền Trung bắt Trung Nam nói với nhau lại. Không có đâu, chúng ta không tương trợ, chúng ta không tương trợ nó đánh lẻ tẻ là chết, thấy không? Trời ơi, chứ mắc chi mà Dương ngồi Dương la làng, Dương chạy vòng vòng, Dương gặp người này, Dương gặp người kia để Dương tạo lực lượng, Dương xây dựng hội nhóm. Bây giờ các bạn trẻ ở trong đó, các bạn xây dựng lực lượng các bạn bên trong, Dương bên ngoài, Dương xây dựng lực lượng bên ngoài. Chúng ta làm, bởi chúng ta thấy những gì chúng ta đang tranh đấu là sự thật, chúng ta tranh đấu cho cái chính nghĩa là sự thật, thấy không? Còn cộng sản ngày hôm nay chửi Dương còn thứ đồ con phản động này, con phản động kia, mà nó nghe nè, tôi có phản động hay kia, tôi chưa có lấy một đồng nào của người dân. Tôi chưa hề đưa ra một cái văn bản nào tôi quyết định tôi tăng xăng tăng điện các bạn. Tôi chưa hề bắt các bạn phải trả mấy trăm phần trăm cho cái tiền chiếc xe hơi. Tôi chưa làm gì mà. Tại sao nói tôi phản động?
Còn những cái người mà tăng xăng tăng điện bắt anh chị phải trả, tại sao mấy anh chị không chửi họ mà chửi tôi phản động? Tôi có lấy một đồng nào đâu, tôi không lấy mà tôi còn phải dành thời gian nữa, tôi còn chạy vòng nó kêu cứu lên nữa. Chính là các người cộng sản phản động mà bán nước đó, cái đó là mới là chính xác nhất. Không, thấy không, đó là phản động bán nước. Còn tôi là không có phải là phản động, mà chúng tôi muốn tìm tự do cho tới cho dân tộc Việt Nam, Việt Nam thôi. Ngày hôm nay xung quanh Dương đâu phải mình Dương nói nữa đâu anh chị. Nếu mà mình Dương nói thì anh chị cho rằng Dương bịa chuyện. Ngày hôm nay Dương nói thiệt, không lẽ giờ Dương xách điện thoại chạy vòng cho hàng triệu người ở bên ngoài nói cho các bạn nghe, làm sao Dương làm được? Thì bây giờ Dương ví dụ có vài người vậy cho các bạn nghe là các bạn cũng nên nhìn thấy rồi, đúng không? Là Việt Nam của chúng ta không còn một cái gì hết á, mất hết rồi. Bây giờ một chiếc xe hơi mà cái gì nó đánh tới 350%. Trời mẹ ơi, tôi nói hả, dân thì nghèo mà cái tiền gì nó cũng cao hết. Làm sao anh chị dân nghèo rờ tới nổi chiếc xe hơi đó? Còn dân ở bên đây dân nghèo ta cũng có chiếc xe hơi người ta đi nữa anh chị. Đó, Dương nói thiệt á, ở Việt Nam là giờ này mà Dương đi đám tiệc này, Dương phóng chiếc xe máy Dương chạy rồi. Nào là khẩu trang nè, nào là mắt kiếng nè, nào nón bảo hiểm nè, nào là áo khoác nè. Tao nói đi tới nơi xong ngồi tháo cái áo ra đổ mồ hôi hột luôn. Vừa nói là kinh doanh làm đau lỗ đó nữa. Ừ, kinh doanh làm đau lỗ đó nữa. Mở tiệm mà kinh doanh là lobby thấy mẹ thấy cha luôn, lóc hàng tháng luôn á. Mà nhà hàng á nó vô hoài. Trời ơi, lại hồn. Chúng ta mất hết rồi anh chị, các bạn trẻ. Quyền tự do ngôn luận của chúng ta không còn, quyền tự do internet chúng ta không còn, mất lâu lắm rồi. Mất từ kể từ sau năm 75 tới giờ lận anh chị. Nha, nó kiểm soát anh chị từ cái sóng cái sim điện thoại luôn. Từ trong cái điện thoại của các bạn là nó đã có phần mềm nghe lén sẵn trong đó rồi. Nói cho anh chị biết. Tới chưa chú, tới chưa ông Hải chưa? Không biết ông Hải có nghe con đang nói livestream không nữa. Rồi em cũng chết chứ sống hoài đâu mà khoe. Ừ thì chết chứ đâu sống hoài đâu. Ai cũng sẽ rồi, sớm hay muộn. Ai rồi cũng sẽ chui vô cái quan tài. Nha, ai biết được đâu ngày mai lên nhồi máu cơ tim chết cha nó rồi sao. Nhưng mà ít ra ngày hôm nay tôi cũng đã lên cái tiếng nói của tôi rồi. Có nghĩa là tôi chuẩn bị sẵn cho cái việc mà tôi chết hay tôi sống ở ngày mai rồi. Nhưng mà tôi sợ ngày mai tôi không lên tiếng kịp nữa thì hôm nay tôi phải làm. Đúng không? Tôi đâu có sợ chết, tại vì tôi sợ chết tôi cũng phải chết. Vậy thì tôi chết nhưng mà ngày hôm nay tôi làm cái gì? Chứ tôi không phải tôi im lặng, anh chị sống ích kỷ, anh chị im lặng rồi anh chị có vô quan tài không? À, có nha. Nhưng mà cái giá của anh chị là con cái của anh chị sẽ sống một cuộc sống kinh khủng hơn anh chị bây giờ nữa. Nó vậy đó. Hên từ ngày có phải hả chị? Ừ. Mày ngáo đá hả? Bất Việt ai vậy? Chào thì Dương. Dạ, vậy mà không ai tố cáo Việt Nam nghe lén hết. Ờ. Tố cáo thì anh chị, dân ở trong nước im, anh dân trong nước không biết mà. Dân trong nước không biết rồi cứ đồng tình chấp nhận nó mà. Cái quyền tự do của chúng ta không có còn cái gì hết á. Bây giờ đồng lòng là chúng ta đẩy Formosa cứu dân miền Trung trước đi anh chị. Chúng ta cứu dân miền Trung trước cái đã. Bây giờ hả, sau ngày 5 tháng 3 rồi nhiều cái tổ chức chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận. Dương nói thiệt, những cái người mà Dương kỳ vọng và Dương tin tưởng ha, sau ngày 5 tháng 3 nó lòi ra rồi anh chị. Nhưng mà Dương không có đả phá ai, Dương không có lên án ai cả. Từ bản thân chúng ta nhìn nhận được họ là ai. Đó, chứ không có đả phá đâu. Họ làm cái lương tâm họ tự suy xét lại. Họ thật hay họ giả, tự lương tâm họ suy xét lại. Họ đấu tranh là vì Việt Nam thật sự hay họ đấu tranh vì cái gì mục đích khác. Chúng ta phải suy xét lại. Chúng ta có cái não, chúng ta có con mắt. Có cái não để phân tích. Và có con mắt để nhìn, để quan sát. Có cái lỗ tai để chúng ta nghe. Sau cái ngày 5 tháng 3 đó cho Dương quá nhiều. Mình vô hầm hay gì chú? Cho Dương quá nhiều cái nhìn nhận, Dương nhìn ra sự thật quá nhiều luôn. Dương nhìn từ đằng xa, Dương nhìn về quê hương Việt Nam mà Dương nhìn thấy thực sự thật anh chị. Và Dương có niềm tin vô cùng lớn với những cái lực lượng trẻ sau này. Lớn lắm. Chính các bạn mới là lực lượng mà để phát triển quê hương Việt Nam. Chính các bạn là lực lượng để xây dựng Việt Nam đó. Chính các bạn ngày hôm 5 tháng 3 đó là những lực lượng đó đó. Các bạn đã không có sợ hãi. Bạn đã xuống đường. Xuống đường là bởi vì các bạn xuống bằng thực sự con người của các bạn. Cái trách nhiệm con người của các bạn. Dương đặt nặng và Dương đề cao chuyện đó vô cùng luôn. Chúng ta thấy ngày 5 tháng 3 có tổ chức nào không? Nhưng không, chúng ta cũng vẫn xuống đường. Cái xuống đường đó chúng ta cùng ủng hộ dân miền Trung. Dân miền Trung đâu có bị đánh đâu. Cuộc xuống đường của dân miền Trung xuống đường thành công. Khác ngày 14 tháng 2 vô cùng. Khác vô cùng luôn. Có ai trường sinh bất tử không? Đúng rồi, chúng ta đâu có ai trường sinh bất tử. Dương còn ngồi đây, bây giờ có thể nè. Tại vì cái chết với chúng ta đến bất
bất thường lắm, không ai biết được. Nhiều khi đang ngồi đây lát về ngã cái đùng ra nhồi máu cơ tim chết, ai biết, đâu có biết đâu. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là chúng ta sống nay chết mai mà, đúng không? Vậy tại sao ngày hôm nay chúng ta còn hơi thở chúng ta không nói đi? Chúng ta bị đánh đau hả? Nhưng mà cái phần xác này nó sẽ trở về với cát bụi. Phần xác này rồi đây nó sẽ trở về cát bụi nha. Cái phần hồn của chúng ta mới là còn mãi mãi. Các bạn là hơi bị ích kỷ đó. Tôi cho ý kiến là các bạn hơi bị ích kỷ, tại vì mình sống cho mình không mà mình không nghĩ là tới vấn đề con cháu sau này. Là khi mà những cái con cá, những con cua, những con ghẹ đó ở miền Trung bắt lên, mà họ sẽ chế tạo ra những cái đồ ăn, những cái ví dụ như nước mắm hay là cá khô này nọ, thì đâu phải là họ chỉ bán ở miền Trung đâu, họ đem vào Sài Gòn, đem vào các chỗ trên đất nước miền Nam họ bán. Thì là đời có các bạn ăn đã bị bệnh rồi, tới đời con có các bạn, có lẽ các bạn vô tình đến nỗi mà để cho con các bạn phải theo cái sự ăn uống của cộng sản Việt Nam mà cho tới khi mà nguyên cả dân tộc Việt Nam đều bị ung thư hết hay sao? Các bạn nên nhớ mình đừng có cái ích kỷ cái con người của mình hiện tại, mình sống 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi nhưng mà vẫn còn cái con cái của các bạn đó, 5 tuổi, 3 tuổi mới sinh ra, nó vẫn có cái sự tự do. Tới nơi rồi. Bây giờ là mỗi ngày 315 người chết vì ung thư. Con ngồi xe hả? Con xuống xe. Đi ra ngoài quay xe hả luôn á. Vậy hả? Chú ơi mở cửa con ra. Đúng rồi, trẻ hóa bệnh tật đó anh chị. Bây giờ là Dương đi sẽ đưa anh chị tới một cái gọi là cái này gọi là gì chú? Cái chỗ Hải là gì? Một cái tiệm bán đồ ăn Việt Nam. Tiệm bán đồ ăn Việt Nam gì đậm chị? Cứ help me, help me. Tự nghĩ ra một cái hay quá ha. Kinh doanh vậy hả? Sài Gòn hả? Sài Gòn. Bây giờ Dương đi cùng với chú với lại chị Yến đi tới một cái chỗ của một cái anh chàng đẹp trai ngày hôm qua đã xuất hiện trên màn hình livestream rồi anh chị. Có những cái con người ngày hôm nay ta trốn chích cha ta mà ngồi đó đấu đá với nhau, nhưng mà sau cái này đi Dương sẽ nói nhiều hơn. Hello. Dài viên là dài ống kè hả? Ống kè Esme. Nè, chúng ta Dương đang tại Sài Gòn, Dương đang ở một cái chỗ xe lưu động của một cái anh Hải. Anh Hải là lính cứu hỏa, là người Việt, là lính cứu hỏa của Na Uy. Anh ta làm việc rất là giỏi. Đây một ông chủ tiệm trẻ đã mất tiêu rồi, đi mất tiêu rồi. Đang lái xà chim. Vui lắm anh chị. Đây là cái chỗ của anh chủ tiệm trẻ rất là đẹp trai luôn. Nhìn không có giống người Việt Nam, nhìn giống như người Hàn Quốc gì đó chứ không giống người Việt Nam. Thầy Dương ơi, chị hỏi 12 anh ba này còn xuống đường. Dạ, để Dương coi lại anh chị. Chúng ta bây giờ chúng ta xuống đường, chúng ta có kinh nghiệm là chúng ta xây dựng lực lượng để chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Rất mạng nữa không nghe chị nói hả? Chỉ cần 2 năm nữa Việt Nam sẽ là Trung Quốc. Anh chị biết các bạn trẻ mà khi đi biểu tình, các bạn trẻ bị bắt vô trong đồn mà xong rồi các bạn biết các bạn trẻ là các bạn nói sao không? Nói một câu như này. Mà Dương đã biết rồi, Việt Nam mất nước rồi. Cờ lờ mờ vờ hả? Cờ lờ mờ vờ bỏ ra chỗ khác đi. Kêu ông cờ lờ mờ vờ bỏ ra chỗ khác đi. Nó nó nói cái gì đi? Nói cái gì đi? 617 người đang xem kìa. Nó đang Dương đang ở một cái xe di động của Hải. Những người trong đảng họ biết hết mà họ vẫn cứ họ như nói rồi, cái đảng cộng sản là cái đảng chỉ vì tiền mà thôi. Từ cái chỗ tiền đó mà nó quay quanh hút máu người dân, nó hút máu người dân đến mức độ là người dân không còn tiền, thì bây giờ người dân cũng sống vì tiền. Dương nói nhiều lần rồi anh chị, là đối với mọi trường hợp, đối với mọi người, ngay cả người thân ruột thịt trong nhà, họ cũng vì một cái chữ tiền mà thôi. Nó mà chúng ta không thay đổi nữa, ngày sau chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn nhau, cha mẹ con cái nhìn nhau qua đồng tiền luôn. Bây giờ nó đã xảy ra tại Việt Nam rồi. Cái điều đó không có xảy ra bên ngoài, ở các xứ sở tự do nó không có xảy ra. Cho nên là Dương ngày hôm nay Dương mới mạnh mẽ, Dương lên tiếng như vậy. Chứ phải mình điên, mình khùng gì mà mình lên tiếng cái kiểu vậy. Rất mệt mỏi anh chị, chứ không đơn giản đâu, mệt mỏi dữ lắm đó. Cần nằm màu vờ đó. Bây giờ các bạn biết cỡ như anh này là anh nói được ba bốn ngôn ngữ là chuyện bình thường. Tiếng Việt Nam, tiếng Na Uy, tiếng Anh, không có tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là chuyện bình thường. Còn ở Việt Nam thì khi nói tiếng Việt chưa xong nữa. Quận nhất nơi nào cũng chặt, chỉ có duy nhất một nhà hàng hải sản mà không bị hả?
lính cứu hỏa bán hàng lưu động không? Có lỡ có cháy bỏ xe hàng đi sao? Mình Nguyễn Thanh. Anh bây giờ muối cũng không dám ăn nữa. Nói chúng ta thấy chưa? Muối không dám ăn, nước tương, nước mắm không dám ăn, cá không dám ăn, rau không dám ăn, củ không dám ăn, môi trường hít thở do bị ô nhiễm. Thấy chưa anh chị? Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta kêu gọi xuống đường mà chúng ta chờ đợi tổ chức này đảng phái kia chúng ta xuống đường hả? Chúng ta xuống đường là chính bản thân chúng ta chứ đâu xuống đường vì cho những cái tổ chức đó. Nghe không? Dư luận viên cãi cha nó đi. Dư luận viên càng vô nhiều, dư càng ẹo nhiều. Cha tụi bay nha, mấy thằng dư luận viên. Cho tụi bay nó nhem nhem chích. Như vậy. Có vỏ đó nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Vỏ dữ lắm đó. Ôi, nung nấu ý chí dữ dội lắm đó. Ôi. Cho hải tặc cho lon sữa đi. Đừng có chua nhiều quá. Nước lạnh cũng được nữa. Này uống sao chú dặn ra hả? Dặn ra dùng cái hải tặc. Thì Dương hay kêu gọi công nhân Bon Trang đi. Dạ. Dương không biết là có công nhân Bon Trang đang nghe mình không mà mình kêu gọi. Thì Dương cũng sẽ nói các bạn. Trời ơi cha mẹ ơi, gió thổi nó lạnh quýu càng luôn. Chú ít ác với con qua trời lạnh mà chú cho con uống nước lạnh. Đâu? Đã, nãy con hát không nổi rồi chú mà còn đưa con nước lạnh cho con chết. Trời ơi, đã lạnh rồi chú hả? Mà nay con nói hết nổi rồi, con hát cũng hết nổi luôn. Hả? Không ăn đâu. Ăn rồi, no rồi. Bây giờ chúng ta đi vô trong. Ủa sao kỳ vậy? Khóa lại hả Hải? Có mình cô. Trời ơi. Đây, nhà hàng của người Việt Nam đây. Giỏi lắm. Có càng hả? Thằng dư luận viên Nguyễn Đức đó. Thằng dư luận viên Nguyễn Việt Nguyễn ở Đức đó. À dễ hả? Nói về anh Huỳnh Quốc Huy. Thì anh đang bị truy sát. Dữ dội lắm. Cho nên những cái người mà vô trong cái trang Facebook của Dương, chúng ta nên tỉnh táo, hết sức tỉnh táo. Là bởi vì sao? Ủa Hải, sao đứng đây nó nóng như vậy? Là anh Huỳnh Quốc Huy ngày hôm nay có một cái sức ảnh hưởng rất là mạnh trong phong trào tuổi trẻ. Nó mà ngày hôm nay chúng ta mà xem những người nào đã phá, chúng ta coi lại nha. Cái lời nói này của Dương có thể gây mất lòng với nhiều anh chị trong Facebook của Dương. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã thấy được Việt Nam nó đang chuẩn bị là gọi là tới cái giai đoạn mà gọi là diệt vong rồi. Mà nếu chúng ta không đồng lòng, không đoàn kết nữa thì khỏi cứu luôn đi. Khỏi cứu, không còn cơ hội để mà cứu đâu. Chứ nói thiệt. Chúng ta mà còn đánh nhau cái kiểu đó thì chúng ta chính các anh chị cũng là người hít thở không khí trong lành những cái vấn nạn đó, anh chị cũng phải trả giá nữa. Nhưng nói cho anh chị biết. Hải là mệt, nói khăn tiếng Hải. Nó điếc bể họng rồi Hải. Thôi mẹ đứng bán chai giò rồi. Tiếng không còn nữa đâu, nói bữa qua đủ rồi. Mấy bữa nay con bể tiếng luôn, con chịu hết nổi. Bà con miền Nam không chịu xuống đường nữa thì dạ hả? Xuống đường á chứ, xuống đường quá trời đó. Ừ. Sài Gòn có nhiêu Sài Gòn hả? 10 triệu người hả? Xuống được 500 hả? Xuống 500 hả? Vậy hả? 800-900 hả? Cũng đi, đông á chứ. Nhỏ. 10 triệu mà 800 là bao nhiêu? Một phần mấy, một mười không? Nothing. Không phải một hả? Nothing hả? Nothing. Nhưng mà but I think it's okay. Success. Anh Vũ Văn Thuận cũng rất anh hùng, như điện viên nó khắp mọi nơi, nó không phải chỉ ở Việt Nam đâu, thì tụi nó cài cấm người mà. Ngày hôm nay tụi Cộng sản Nam Dùng nó Hải, bên đây có không? Bên Nam Y có không? Có không? Ở đâu cũng có. À. Mà không dám đâu, mà tụi nó đứng trước mặt Dương là chết cha đi, nó Dương liền. Không có đâu. Dương qua bên đây, Dương chưa có phát hiện tụi nó. Dương chưa có phát hiện, mà nó ngon đứng trước mặt Dương đi. Dương ngon luôn, nó mời luôn á. Ngon đứng trước mặt Dương mà nói thì ngon, Dương mời luôn á, khách luôn á. Thương Vũ hả? Vô đây, Thương Vũ hả? Qua đây. Tụi bay chửi tao không có si nhê gì đâu, tụi bay càng chửi tao càng cười nhiều. Tụi bay chửi tao càng nhiều, tao càng ăn nhiều, tao càng mập nhiều, tao càng luyện giọng, tao chửi tụi càng nhiều. Hát khát cột ha. Cô đang ngồi mà cô cũng ghét Cộng sản lắm cô ha.
cô không có ưa đâu đó. Ừ, đội dư luận viên vô càng chửi vô càng nhiều vô càng ẹo nhiều. Ừ, cho tụi bị ghét, cho tụi bị tức chơi, nãy dựng dựng lên chơi. Dùng biện pháp đánh tâm lý nghe Dương. Hủ tiêu. Hủ tiêu, ở đây bán hủ tiêu hả Hải? Có. Có luôn hả? Hủ tiêu xào. Cô Nhiên Hải ai cao hơn cô? Làm vậy có chuyện đó. Mập xấu lắm hả? Dạ. Ừ. Thì nói chung là vậy. Xung quanh những cái người Việt mà Dương tiếp cận đó không ai ưa cộng sản. Cô có ưa không cô? Cô ưa cộng sản không? Đâu ai thích sống với chế độ cộng sản đâu, không ai ưa hết trơn. Những người mà Dương gặp không ai ưa. Hải ưa không Hải? Ưa không? Ưa mà lại nó lớn lên rồi. Trời giả rồi cái bây giờ. Thôi Dương đi ra ngoài nha. Chỉ có mấy người bắt buộc mới ưa thôi, bắt buộc phải ưa thôi nha. Dạ hả? Không ai ưa hết. Ở nước ngoài bố nó cũng không dám làm gì hả? Thôi Dương ra ngoài đi, kệ nó lạnh lạnh kệ nó. Nè nhìn Dương như con quả đen. Ố hai người kia đâu tiêu rồi. Nó áo khoác, quần, giày, dép nó đen thui tù lùi hết trơn. Có cái đó này là nó hơi có màu chút xíu à. Thì tụi dư luận viên vô nào là ngực, nào là mông, nào là vú người ta ăn được không? Tôi cho nhai nè, tôi vọng cho một đống vô mặt. Nó cứ nói những cái điều đó tưởng là Dương sợ lắm, ông nội cha tụi bay. Nó không lại bắt đầu, nó nói địch này địch nọ, thế này thế kia, không có đâu anh chị. Tại vì Dương tôn trọng những người đang ngồi nghe đó anh chị. Chứ còn mà Dương, anh chị không có gì mà dư luận viên nó vô ngồi nghe không, Dương chửi nó không đẹp, không ăn tiền luôn. Nghe không, chứ phải Dương sợ tụi nó đâu. Chứ Dương nói về nó bậy chửi tục là Dương cũng không thua tụi nó đâu anh chị. Nhưng mà tại vì Dương tôn trọng nhiều người đang ngồi nghe Dương đó. Mấy thằng hả ngậm tiền của Việt Cộng thì ưa chứ ai nói được. Ở bên đó lạnh mấy độ vậy hả? Bên đây chắc bây giờ nó trời nắng lắm anh chị, trời nắng nhưng mà có gió cho nên nó hơi lạnh. À, Dương cho anh chị coi một cái đống này là cái đống tuyết. Đống tuyết cái nó gom thành đống lại vậy nè. Bên đây xe hơi không mà đi ra đường, cái xe hơi còn đi xe buýt không à. Môi trường sống trong lành lắm. Ở nước ngoài đó cho hỏi câu của không ai ưa cộng sản, không ai dám nói không. Dương nói thiệt luôn đó, nếu mà tụi nó là cộng sản đứng trước mặt Dương nói chuyện với tôi là cộng sản nè. Dương nói thiệt luôn một câu hả? Dương không làm thịt, nó không đẹp, không ăn tiền. Dương nói thiệt với anh chị luôn đó. Nếu như tụi bay nói tụi bay là cộng sản, tụi bay thích cộng sản, tụi bay về bên đó đi. Tụi bay đừng có chạy theo sống xứ sở tự do. Còn mày tụi bay mà sống ở xứ sở tự do, tụi bay căm hồng tụi bay đi. Lớn bé gì gặp Dương cũng được, nhưng xử cho mà coi. Đừng có đứng trước mặt Dương mà, ôi thế này tốt lắm, thế kia tốt lắm. Dẫn chứng cho tôi cái tốt chỗ nào. Đối với một cái đứa mà mới từ Việt Nam sang thì đừng có nói Việt Nam nó tốt lắm. Tôi sống trong gia đình nghèo, đứng trước mặt Dương, Dương không cứa cổ, không đẹp, không tiền. Cứa cổ bằng lời nói của mình đó anh chị, chứ không phải cứa cổ bằng dao đâu. Đừng có nói chuyện đó với Dương, không có đâu. Mơ đi. Gì? Qua với cô đi, hai con trai chở đi chơi. Tao thề thằng Thuân Vũ hả, sang bên chửi nhiều nữa thì Dương ơi. Đây là cái đống tuyết nè anh chị, cái đống tuyết nè anh chị, nó cào lên vậy nè. Trời nắng nhưng mà cái gió thì nó làm mình lạnh. Chúng ta đấu tranh, chúng ta mạnh mẽ. Các bạn nói ơi có ngon về nước đấu tranh đi, vậy thì cái thời gian mà Dương xuống đường năm 2015, khi đó nhiều người vẫn chưa thức tỉnh lắm, thì Dương đã xuống đường rồi. Dương đã làm việc với công an rồi, Dương đã làm rồi, chứ đâu phải chưa đâu anh chị. Nhưng mà ngày hôm đó là ngày xưa Dương chưa bước ra nước ngoài, Dương không biết. Không biết Việt Nam mình nó nghèo, Dương không hiểu vì sao Việt Nam mình nó ra nông nổi vậy, không biết. Bây giờ ra rồi mình mới thấy trời ơi Việt Nam mình sống quá khổ đi, quá nghèo khổ luôn. Rồi bắt đầu đi vòng vòng gặp người này gặp người kia hỏi. Trời ơi Việt Nam khổ dữ lắm rồi, Việt Nam khổ dữ lắm rồi đó, Dương nói thiệt đó anh chị. Canada lạnh giống bên Dương, chúc Dương. Dạ cảm ơn chị. Không có Bác Hồ thì toi hết nha. Hôm nay Nguyễn Hùng, không biết Nguyễn Hùng mà nói chơi hay nói giỡn ha. Nguyễn Hùng nói chơi nói giỡn thì Dương không biết. Dư luận viên thì nó vô nhiều lắm, Dương không có thời gian, Dương đảnh kệ để nó nói chuyện cả cha nó đi.
không xem được, không xem được là luôn Dương ơi, kỳ vậy. Dương đang ở một cái nơi rất là xa, Dương xài 4G ở bên đây mà anh chị thấy mạng vi vu không, mạng phà phà không, cái gì nó cũng tốt, người ta tự cho đủ thứ, không có kiểm soát cái gì hết á. Cho anh nhập hội nữa, ở Việt Nam khổ quá hả. Thịt lợn nào tôi cũng ăn rồi, nhưng thịt con lợn viên tôi chưa ăn. Bữa nào ăn thịt nó đi, ngon lắm á. Thịt của nó ngon lắm, chất độc Trung Quốc không. Địt mẹ hả, con chó mày ngon hả. Ôi mấy cái lần này tao cũng chửi tụi bay được vậy. Không lẽ giờ tụi bay viết xong cái câu đó tao cũng copy xuống tao bát xuống vậy. Thấy không? Cái lời của tụi bay chửi tao đó, tao dùng cái máy tính tao copy tao bát xuống cũng được vậy, cái trang vậy được không? Rảnh quá. Tụi bay nó chửi tao nhiều nhiều vô đi. Tao cần làm mạnh hơn cho tụi bay coi nha. Tao nói rồi, cái mạng của tao chỉ có một mạng thôi. Nhưng mà vì sự sống còn của đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam ở đó, tao sẽ không bao giờ nhượng bước đâu, cho đến khi tao chết. Tao nói cho tụi bay biết, đến khi tao trút hơi thở cuối cùng, tao không còn làm được nữa gì, tao mới chấp nhận tao chịu trận thôi nha. Cho tụi bay, tao không có thua tụi bay đâu. Good morning Việt Nam hả? Good morning hả? Dạ, chào buổi sáng luôn hả? Nè. Lúc nào cái tâm của người Việt Nam ở hải ngoại cũng hướng về hết. Không, good morning là chào một ngày buổi sáng tươi đẹp ở Việt Nam. Đó. Anh chị yên tâm đi, tinh thần của Dương không bao giờ đánh gục đâu nha. Không bao giờ. Rồi sáng hả chú? Ở Việt Nam bây giờ xài mạng nhiều người vô cứ coi không được Dương ơi, coi không được Dương ơi không à. Đó. Sao tại sao sao bên đây Dương dùng 4G mà Dương đi tùm lum ngồi xe hơi chạy ta phà phà luôn. Ủa đi hả chú? Đi hả? Đi. Đi đâu? Thì chú con lên ngồi đây rồi chú muốn, con muốn nói chuyện nói đi, chú chạy đâu chú chạy. Ủa vậy hả? Đi chạy vòng vậy hả? Vòng chơi vậy hả? Ồ đúng quên nữa, xăng nao y rẻ mà. Xăng nao y rẻ hơn Việt Nam mà, thôi kệ cứ chạy đi chú ha. Hôm qua đó là Dương nói là bà chở ba về nhà, ba chở Thiêu về nhà chơi chút xíu rồi cái gì ba đi làm với con sao? Mấy bơi hái tật. Nó kêu con mà tám tàn thôi, trời ơi trời. Anh nó vui lắm. Anh hả? Anh Hải hả chú? Hải nó vui là nó sụt sao lắm. Ừ, dạ. Anh còn lại đó là ai nó thích trong nói chuyện. Họ thì Dương là đặc biệt lắm á. Chú mở nhạc lớn lớn lên chú. Đó, lớn lớn chú. Sao nhỏ xíu vậy? Đó, bây giờ ngồi xe hơi này chú mở nhạc nghe nè. Đó, nói Dương phản động. Phản động mà Dương có lấy tiền của dân không? Không có lấy tiền mà đang muốn la lên để cho người dân thức tỉnh mà vô chửi phản động. Ủa nhưng mà những người chửi phản động là những người đó muốn Trung Quốc Nó ghi comment xuống luôn mà. Tao thà đưa Việt Nam cho Trung Quốc giữ mà. Tao thà đưa Việt Nam cho Trung Quốc giữ mà. Thì cũng giống như cái ngôn, cái luận điệu của tụi lãnh đạo ngày xưa đó. Tao thà, tụi mày gọi là tao thà đưa Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc nó giữ giùm mà. Đó là giờ đó. Dân cũng còn tin nữa. Mọi người nên nhớ thằng giặc Hồ Chí Minh, lũ cộng sản Việt Nam. Bọn chó chết này hoàn toàn là mỹ dân. Toàn bộ Việt Nam hôm nay quá nghèo. Toàn bộ Việt hôm nay quá nghèo luôn chị. Hôm nay những cái đứa mà show off hay này kia nọ thì view nó nhiều, công nhận nó làm biết cái giới trẻ nó tập trung cho mấy cái kia hết chú. Còn những cái gì mà mình chia sẻ thì nếu như mình chia sẻ thì tụi nó không có nghe nhiều, mà tụi nó đã để dư luận viên vô quá trời luôn. Mấy cái người đó, tại sao mấy người đó không lên tiếng vậy? Tôi dư luận viên là tụi Hán Ngụy. Bọn dư luận viên vô văn hóa không cần trả lời với nó. Vô xe ngồi rồi hả chị? Vô xe ngồi rồi anh chị. Bây giờ chú Hoàng chở Dương đi vòng vòng. Trời trời, đường xá bên đây đẹp lắm. Nghe bác nhà tao hỏi mấy đứa. Mấy đứa này thích chơi, thích đuổi lộn cho nó đã rồi. Cái này là làm điệu cho tụi dư luận viên nè. Tụi bây chửi tao cần nhiều, tao cần cười nhiều, chửi nhiều đi. Bầu trang nào cũ gặp mấy con chó cộng nô rình rập. Nó vô nhiều lắm, mấy người giống như Dương nhìn tụi nó vô nhiều lắm chị. Nó vô nó coi, nó canh mình nó chửi. Ngộ lắm. Tiền của dân đóng thế là để anh chị để lo lại. Anh chị thấy ngày hôm nay nó không lo bệnh viện cho người dân,
nó không lo trường học tốt cho người dân, cho học trò, cho học sinh, nó không lo xây cầu đường trường học cho người ta tốt. Mà bây giờ á là nó để cái tiền đó nó để nó trả cho mấy cái dư luận viên đang chửi mình nè, để nó bảo vệ chế độ đó. Nó chỉ bảo vệ nó mà thôi, nó chỉ bảo vệ nó mà thôi, tiền của người dân đóng đó. Nổi điên không, nổi điên không, nói tới nó điên nữa, con nổi điên quá trời. Tiền của người dân đóng đó, nó không lo lại cho người dân, nó để trả tiền cho dư luận viên này nè, nó mướn người có mặt ở khắp 16-4 tỉnh thành, ai mà lên tiếng chống đối nó một cái thôi là bắt đầu nó cho người tìm để mà gây khó khăn hoặc thủ tiêu, giết. Nó bảo vệ chế độ này bằng được, nó sắm trên cái sự mồ hôi xương máu của người dân. Sao chịu nói? Bởi vì anh chị những người dân trong nước quá tin đi, chúng ta cứ lao, chúng ta gọi là chúng ta để cho họ đè đầu cởi cổ chúng ta im lặng. Nhưng mà Dương không trách anh chị được. Tại vì chúng ta những cái người dân dưới quê chúng ta chưa biết, có nhiều người vẫn nói với Dương rằng: "Ủa tôi đâu có đóng thuế gì đâu. Mà sao nói tôi đóng thuế?" Tại vì anh chị chưa biết. Mà anh chị đâu biết được vì sao anh chị nghèo đâu. Anh chị đâu có biết tại sao những đứa con của anh chị phải nghỉ ngang lớp 5 lớp 6 đâu. Đâu có biết đâu. Dương sẽ cố gắng nói cho anh chị biết. Và các bạn trẻ hãy cố gắng truyền những thông điệp này đến những người đó biết đó. Đừng nói tại vì sao Dương tức. Bởi vì Dương sinh ra trong nghèo khổ, lớn lên trong nghèo khổ. Dương đi học, tất cả mọi chi phí của mình Dương tự túc để mà đi làm kiếm tiền để mà nuôi nè. Không có một cái chế độ nào nuôi mình hết á. Những cái người mà làm trong xã hoặc ở huyện mà Dương ở mà nghe những lời này, anh chị kiểm tra lại xem, từng đồng tiền Dương học, từng cái quần cái áo, từng cục gạch ở nhà Dương, anh chị có giúp không? Rồi những cái đứa cháu của Dương bây giờ đi học, anh chị có một cái nhà nước nào bỏ tiền ra để cho các cháu đi đến trường không? Trong khi đất nước của người ta một đồng một cắt để các bé đi đến trường học không hề tốt một cắt nào. Còn ở Việt Nam cái gì cũng tiền hết. Những người ở xã là những người hiểu Dương hết và biết được Dương nhà Dương nghèo cỡ nào. Các bạn kiểm chứng lại coi những cái điều Dương nói thật hay nói dối. Dương là một cái người sinh ra trong một cái gia đình nghèo nhất xã đó. Không có một cái đảng nào lo cho Dương hết á. Nhìn nhà chú nè hả chú? Dạ. Dạ chú, chị vô chú đi, ngồi nói chuyện hồi con tắt vô. Không có một cái đảng nào cho Dương một đồng một cắt nào. Đừng nói là nhờ có đảng mà mày sống mày như thế này. Từng cái áo, từng viên gạch, từng miếng đất của Dương đang có tại Việt Nam là của ông bà cày cuốc đó mà có, chứ không có cái đảng nào mang lại hết á. Các bạn nên tỉnh táo. Hồi nãy là Dương bình thường, nhưng mà thật nói tới những chuyện này Dương điên lắm. Đừng có bao giờ nhồi nhét họ nói nhờ có đảng mới có đất nước ngày hôm nay. Chỉ có đảng mang lại sự đau khổ cho người dân mà thôi. Những người làm ở xã, những người làm ở huyện, hãy nhìn lại xem ngày hôm nay đảng mang lại cái gì cho Việt Nam. Đem lại cái gì? Không đem lại cái gì hết á. Đem lại cái gì? Những người làm ở xã, những người làm ở huyện, nhà Dương nhìn lại coi các anh chị ngày hôm nay Dương có những cái điều này từ cái tấm bằng đại học, tấm bằng trung học, tấm bằng phổ thông, tấm bằng đại học. Cái đảng nào cho? Đã không cho, không lo rồi. Khi mà Dương lên Sài Gòn, Dương buôn bán tự kinh doanh, những cái đồ đạc của Dương, bàn ghế của Dương hả? Nó vô nó hút sạch, nó lấy sạch. Thì bây giờ cái tụi dư luận viên của tụi bay đừng có vô đây, tụi bay nói nhờ có đảng có bác, dẹp tụi bay qua bên đi. Cái sự lớn lên của tao bằng cái sự nghèo khổ, cái sự cài cuốc. Bây giờ bước ra thế giới, người Việt Nam chẳng là cái đinh gì hết. Quyền tự do ngôn luận, không có cái gì hết. Đã vậy mà tụi bay còn lấy tiền của người dân đó vơ vét bằng mọi cách. Xăng tăng gấp mấy lần, điện tăng gấp mấy lần, hàng hóa tăng gấp mấy lần, xe hơi đánh tăng quá trời luôn. Bây giờ chiếc xe hơi người ta ở bên nước ngoài nhập về chừng 100-200 triệu thôi, đánh lên tới 700-800 triệu. Cái tiền đánh đi đâu rồi? Mà người dân vẫn nghèo, không thể nào mua đổi một chiếc xe hơi để đi. Mà trong khi các nước tự do người ta đi xe hơi bình thường. Tao chửi được không? Hả? Đây là nhân chứng nè. Một cái con người sống trong cái xã hội cộng sản nè. Quá nghèo rồi. Những cái tên dư luận viên tao nói tụi bay tao không có sợ đâu, nghe không? Tao điên lắm, tao cảm thấy bất lực là bởi vì người dân chưa có nghe được cái tiếng của tao nói. Cái mạng của tao chỉ có một mạng mà thôi. Tao chỉ có một mạng mà thôi.
cái mạng này rồi nay mai sẽ xuống mồ nè, cái xác của tao sẽ trở về với cát bụi, tao chỉ còn phần hồn thôi, cho nên tao không có sợ gì hết á, không ai sống hai lần hết á. Vì chúng ta sợ đi, chúng ta sợ đi, con cháu đời một đời hai của chúng ta, tính đời của chúng ta bỏ qua đi, hai ba đời nữa tại Việt Nam nó làm sao, chúng ta sợ hả? Chúng ta sợ cái gì, điên không? Còn đáng còn mình hả? Ngày hôm nay nó tăng lương cho người công an, làm trong ngành công an, thì nó tăng lương trong ngành công an là nó tăng tiền của người dân lên nữa, xăng tăng, điện tăng, hàng hóa tăng nữa. Ai gánh? Dân nghèo vẫn cứ nghèo, nghèo nữa. Còn có cái tổ chức đảng phái ngày hôm nay, tại sao sau ngày 5 tháng 3 nó lòi ra? Ngày hôm nay vì một chữ tiền, vì một chữ tiền thôi anh chị. Ngày xưa những cái nhân vật này nổi lên, những nhân vật hải ngoại gửi tiền về, thì sau này những nhân vật khác nổi trội hơn mình bắt đầu quay qua đấu nhau, đá nhau. Nhưng cái sự đấu đá đó dẫn đến cái gì? Chia rẽ. Rồi 2-3 năm nữa, thời gian ngày hôm nay đã quá cận kề rồi, 2 tháng 3 rồi, 9 tháng nữa, 2 năm 9 tháng nữa thôi. Mà chúng ta đâu có cần đợi tới 2 năm 9 tháng, nó đã xong rồi. Ngày hôm nay chúng ta là còn nước còn tát lên chị. Vậy mà thì sao? Sau ngày 5 tháng 3 chúng ta quay qua chúng ta làm gì? Chúng ta kêu gọi đoàn kết. Mắc cười không? Nhưng không có hiểu. Dạ. Có nghĩa là anh chị những cái tổ chức dân sự đó ngày hôm nay các anh chị đang suy nghĩ gì? Câu nói này có thể gây mít lòng, động chạm tùm lum. Nhưng mà bởi Dương xót xa cho người dân trong nước dữ lắm. Anh chị biết có những cái tin mật ở trong nhắn cho Dương luôn. Cái tiền lương của công an đó bây giờ nó tăng lên nhiều lắm, nhưng Dương không hề đả phá công an hay là quân đội gì hết. Anh chị mà làm có lương càng cao thì đời sống của anh chị càng tốt. Nhưng cái đồng lương của anh chị có được đó, nó lấy từ đâu vậy? Từ đồng tiền của người dân nghèo. Dân đã quá nghèo rồi, họ càng nghèo hơn. Họ sống như vậy anh chị vui không? Những người làm trong ngành công an, những người làm trong ngành quân đội đó, anh chị vui không? Vui không? Nếu mà anh chị nói vui tôi im. Không thể nào mà vui nổi đâu anh chị. Chúng ta sống hạnh phúc, chúng ta cảm thấy mỹ mãn, chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng xung quanh của chúng ta nhiều trẻ em bệnh ung thư, không có tiền phải về nhà nằm chờ chết. Cái tâm của chúng ta nó nằm ở đâu? Dương ngày hôm nay Dương đấu tranh cho các anh chị, Dương có lợi ích gì sao? Không hề. Nhưng mà Dương vẫn đấu tranh, Dương vẫn lên tiếng anh chị. Thì có những cái tên dư luận viên sẽ vào đây, mày nói mình bóc phét, mình làm được cái gì? Không quan tâm tới tụi nó, không quan tâm tới tụi nó anh chị. Thật với anh chị luôn, những cái người bạn trẻ đó, chúng ta hãy nên suy nghĩ lại. Chúng ta nên suy nghĩ lại đi. Có nhiều người đang trong Facebook của Dương, có nhiều cô gái trẻ lắm Dương biết. Họ đã bán thân của họ để làm gì? Cuộc sống kinh tế quá nghèo khổ, họ đã bán thân của họ để họ lấy tiền họ đi học đó. Họ làm gái. Dương thành thật cảm thấy nghiêng mình, kính trọng những cái con người đó hơn là cái nói là cái sự xem thường. Dương kính trọng họ. Dương nói thiệt. Bởi vì cái đó là cái điều mà họ không mong muốn, cái xã hội đưa đẩy đến cái chuyện mà họ là phải làm như vậy. Dương tôn trọng họ hơn tất cả. Dương tôn trọng họ, Dương đặt họ trên vai của Dương luôn đó anh chị. Họ đâu có muốn vậy đâu. Nhưng để họ được có cái tấm bằng thì họ làm gì? Họ làm đủ thứ ngành nghề hết, không đủ sống. Họ phải làm gái chứ sao? Mà bây giờ làm gái trong nước và ngoài nước luôn. Ngày hôm kia ở bên Malaysia có một cái chị gọi cho Dương. Chị ở bên Malaysia 10 năm rồi, ở lậu đó anh chị. Phụ nữ Việt Nam qua Malaysia làm gái hằng hà, không có giấy tờ hợp pháp, bị bắt bỏ vô tù. Và có nhiều cô gái đã bị chết trong nhà tù Malaysia. Ai nhận được tin này, ai biết? Người dân Việt Nam có biết không? Đảng Cộng sản Việt Nam, các cái cơ quan, các cái nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến người dân tại Malaysia luôn. Cái mạng của họ còn hơn con chó nữa. Dương không tức hả?
Bởi vì trái tim của Dương không vô cảm được anh chị. Dương không vô cảm được. Còn nhiều người vô cảm được, Dương không vô cảm được. Có là nhiều chứ. Nó phải bên ngoài đây ai cũng lên tiếng giống mình đâu. Nhưng mà họ khác, Dương khác. Dương không giống họ. Có những người họ cảm thấy cuộc sống họ tốt, họ im lặng, không sao. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải lên tiếng thôi. Ngày hôm nay, Hà cứ vì một cái người sống ở bên nước ngoài rồi, họ cứ ngồi ngày đêm, họ phải thức đêm thức hôm. Chúng ta không đoàn kết, chúng ta không nhìn về, chúng ta không biết nhận định, chúng ta không biết phân tích. Là chúng ta dính dưỡng liền. Dương đã nói với anh chị nhiều lần lắm, hàng trăm hàng ngàn lần là cộng sản nó vô cùng mưu mô luôn. Nên nhớ Trường Chinh mà ông còn đấu tố cha mẹ của ông để ông giết cha mẹ của ông để ông lấy lòng ở cấp trên. Thì không có chuyện gì là không xảy ra hết á. Phải hết sức là bình tâm, nhận định. Ngày 5 tháng 3, đối với các bạn trẻ, Dương có một cái lời khen, khen nhiệt tình luôn. Ngày 5 tháng 3 đối vậy là thành công rồi đó. Không có gì buồn hết. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy rằng ngành công an sẽ được tăng cường, trang bị rất là nhiều. Từ đồng thuế của dân đó, xăng sẽ tăng, điện sẽ tăng, gas sẽ tăng. Các cái doanh nghiệp khó sống lắm anh chị, Dương nói thiệt. Đôi khi Dương là một cái con người bình thường, có những cái sự căm tức chứ, có những cái sự phẫn uất chứ anh chị, có chứ. Dương được quyền bày tỏ cảm xúc của mình ra chứ. Tại vì có nhiều thành phần họ thờ ơ, họ vô cảm, họ không nhìn ra sự thật. Nhưng đâu có muốn lớn tiếng đâu. Lớn tiếng được cái gì đâu. Anh chị ở đây, anh chị có nhiều người nghe và hiểu. Nhưng mà có nhiều người họ vô, họ nghe, họ không chịu nghe mà họ còn chửi mình. Phải nói cho họ hiểu anh chị. Thông cảm cho Dương nha. Thông cảm cho Dương. Còn có những người Việt ở hải ngoại luôn. Dương nhìn thấy có những người Việt ở hải ngoại. Khi anh chị chưa đủ một cái tầm nhìn, khi anh chị chưa đủ một cái nhận xét và anh chị chưa hiểu, anh chị hãy đứng lùi lại đi. Dương năn nỉ anh chị đó. Từ khi Dương tham gia cái cuộc mà lên tiếng của Dương trên livestream, anh chị thấy Dương có đưa ra một cái người nào không? Dương chưa hề nêu tên một cái người nào, mặc dù Dương biết họ vậy vậy, nhưng mà Dương chưa hề nêu tên một người nào. Họ là người thành phần này, thành phần kia, bởi vì chúng ta không nên. Đó là điều vô cùng nhạy cảm. Lỡ như những ngày hôm nay chúng ta nói những cái điều đó mà ngày mai nó không phải vậy, chúng ta rút lại không kịp anh chị. Dương thấy cái tình huống nó lúc nào Dương cũng lùi xa lại. Lùi càng xa càng tốt. Chúng ta lùi lại một chút đi, chúng ta quan sát trước khi chúng ta nhận định. Nó quan trọng lắm. Ngày hôm nay ở trong nước bao nhiêu người ngày hôm nay dạch ra anh A, anh B, anh C, anh D. Nhưng mà Dương, anh chị thấy Dương im. Đó không phải là phương án của Dương. Đó không phải là cách làm việc của Dương. Dương không hề đả phá. Tất cả mọi người ngày hôm nay nếu cùng một mục đích chung, chúng ta cùng đứng về, cùng đứng chung lại với nhau. Dương không bao giờ nêu ai mà Dương đã phá ai hết. Cái điều đó rất là gây hại. Chúng ta sẽ mắc bẫy đó. Người dân nghèo. Dương là thành phần nghèo. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Nghèo gọi là bần cùng luôn. Gọi là bần cú nông luôn. Nghèo lắm. Không có một cái sự trợ giúp nào từ cơ quan, chính quyền hay đảng, nhà nước gì hết. Từ cái nhà lá, cái chuồng heo ọp ẹp. Cha mẹ phải đi làm ruộng, làm thuê, làm mướn. Nhưng cái đồng tiền của cha mẹ Dương không đủ để cho Dương ăn học. Từ năm học lớp 5 Dương đã phải đi ra đồng ruộng cắt lúa rồi anh chị. Lớp 8, lớp 9 phải đi làm công nhân hột điều, bốc vỏ lụa. 11, 12 đi vô làm cái công ty may giày da. Kiếm tiền để mua quần, để mua áo dài, mua sách vở. Lên đại học, lên Sài Gòn kiếm tiền bằng mọi cách, mở những cái quán nước uống, bán cho người ta từng đồng từng cắt Dương kiếm được. Không phải do đảng Cộng sản Việt Nam, không có một cái đảng nào mà lo cho Dương hết á. Thì đừng có vô đây nói nhờ có đảng mà có ta. Im đi, dẹp đi. Cuộc sống quá khổ, lăn lộn một thân phận một người con gái. Mà mình lăn lộn trên xã hội, trên cái đất Sài Gòn như lục bình vậy đó. Trôi nổi như lục bình trên sông vậy đó. Bây giờ quay qua đảng nước, đảng và nhà nước lo hả? Đảng và nhà nước lo hả?
Đảng và nhà nước lo tăng xăng tăng điện, bóc lột sức lao động của người dân. Lo chỗ nào? Một đứa học sinh nhỏ đi vô trường học lớp 1 thôi, hàng tháng đóng tiền chích cha. Lo chỗ nào? Chỗ nào lo chỉ ra coi. Ngày hôm nay vấn nạn thực phẩm của Trung Quốc nó ô nhiễm, mà còn bảo vệ không xong. Lo cái gì? Đồ ăn Trung Quốc nó đưa vô tràn ngập. Không những bây giờ đồ ăn Trung Quốc nó đưa vô, mà bây giờ người Trung Quốc nó cũng đưa vô luôn. Đảng và nhà nước lo chỗ nào? Chỉ đi. Bây giờ nó vô trong Nha Trang, Đà Nẵng nó ở. Nó có những khu vực riêng mà có người Việt Nam bảo vệ ở khu vực đó nữa. Lo đó. Đảng lo đó. Nhà nước lo đó. Lo đi rồi một ngày nào đó cái nhà của anh chị không còn mà ở được nữa. Đi ra đi. Đưa người Trung Quốc vô. Đảng lo và nhà nước lo đó. Tỉnh đi. Tỉnh đi anh chị. Nhiều người ở vùng quê đó, các anh chị còn quá tỉnh. Bởi vì nó chưa tới nhà. Nếu chúng ta là những người Việt, chúng ta không có cái tầm nhìn xa, chúng ta không nhìn thấy phía trước nó có những cái biến động gì đó. Nó tới liền bây giờ nè. Tới rồi trở tay, không có kịp nữa đâu. Không kịp nữa đâu. Ngồi nói vậy sung sướng lắm hả? Đâu sung sướng gì đâu. Mệt lắm chứ. Nó làm cái gì? Một cái con người sống trong một cái xã hội mà không có một cái gì để lo, họ lo cho mình. Ngày hôm nay từng đồng từng cắc của người mẹ ở Việt Nam, Dương cũng phải lo. Đôi khi mẹ gọi điện thoại sang, mẹ nói với Dương á, là con im đi, con đừng có nói nữa. Dương nói nếu như mẹ cảm thấy rằng cái cuộc sống ở Việt Nam nó tốt như vậy, con im. Và mẹ hãy bênh vực cho họ, để cái đảng nó lo cho mẹ. Nếu mẹ sợ cái đảng đó, con để cái đảng nó lo cho mẹ, hàng tháng nó trợ cấp tiền cho mẹ. Con sẽ im. Còn bây giờ hàng tháng con phải lo cho mẹ. Con phải đi làm việc ở xứ người, con lo cho mẹ. Thì đừng biểu con im. Còn không nữa, cắt luôn. Cái chuyện Dương lên tiếng ngày hôm nay không phải là cho một cái cá nhân của mình nữa, mà cho cả cái quốc gia Việt Nam. Còn những người nào mà nói Đảng Cộng sản Việt Nam tốt, mà những người ở trong nước mà vẫn còn khen Đảng Cộng sản tốt, người Việt ở hải ngoại, cắt đi. Để cho cái Đảng Cộng sản nó lo tiền cho các bạn, lo cho những người thân đó. Lời thật mất lòng, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau, còn mất luôn cũng được nữa. Chúng tôi chẳng có mất mát gì hết á. Đảng lo chỗ nào? Một tháng cho 1-200 ngàn mừng chết cha đi. Nó cho 1-200 ngàn rồi, bây giờ chúng nó tăng xăng, nó tăng điện, nó tăng ga, nó tăng hàng hóa lên. Điên máu không? Điên chứ sao không điên. Càng chửi tụi nó càng vô đông. Tụi bay càng vô đông, ta càng chửi. Con nhỏ này, ta nói thiệt cái tụi bay, cái con nhỏ này á, đã nói rồi, nó có một mạng thôi. Hồi nhỏ giờ nó sống, nó lăn lộn ngoài xã hội rồi nha. Nha. Cái gì nó không trải qua. Cái sự sống với cái chết nó nhiều khi nó trong gang tấc vậy nè. Tao nói cho tụi bay biết. Tao đã nói với tụi bay là tao sẽ chiến đấu cho đến khi mà tao không còn nữa. Để mà tụi bay coi. Rồi sau này bên cạnh đây có sẽ những người khác họ xuất hiện họ làm nữa. Các bạn coi. Những người bạn trẻ các bạn yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm. Tôi không sợ nguy hiểm đâu anh chị. Tôi không sợ đâu. Bởi với tôi cái chết nó bình thường lắm. Nó thiệt mà. Tôi chấp nhận nó rồi. Có thể ngày mai nó chết cũng được nữa. Có thể bây giờ tôi bước xuống đường ngã cái đùng nó chết cũng được nữa. Tôi không hề tôi cảm giác tôi sợ chết anh chị. Nhưng mà tôi nhìn lại nó. Tôi nghĩ tới 20-30 năm nữa, 20-300 năm nữa, Việt Nam nó không còn kìa. Việt Nam nó không còn kìa. Chứ còn bây giờ tôi sống ở đây đủ rồi. 32-33 năm đủ rồi. Tôi không có tha thiết. Đủ rồi. Sống con người khổ quá. Mặc dù qua bên đây tôi sướng anh chị nhiều chứ, mà tôi nhìn về Việt Nam cái tâm của tôi nó không có thoải mái. Tôi làm sao tôi vui được khi mà Việt Nam mình nó khổ vậy anh chị. Tôi chết cho rồi. Bên Iraq tôi xuống xem nó nhồi máu tôi tim chết cho rồi cũng được nữa. Nhưng mà ít ra tôi cũng đã làm cái điều đó, điều gì rồi. Tôi không có sợ. Có nhiều người nói lên tiếng cha mẹ gặp nguy hiểm này kia nọ. Bởi vì anh chị quá hèn nhát, ích kỷ đó. Cái sự ích kỷ đó. Tôi cũng có con mà. Tôi cũng có con cháu mà. Tôi cũng có mẹ mà, tôi cũng có em út mà, tôi cũng có cậu mợ gì mà, Việt Nam mà.
Nhưng tôi đang làm cho họ đó. Tôi đang làm cho tất cả các bạn đó. Bảo tôi bây giờ tôi làm cái gì đó, tôi gửi tiền gì giúp Việt Nam hả? Tại sao cái đảng Cộng sản Việt Nam đó, các anh chị, những người dư luận viên không kêu họ giúp đi? Bây giờ vô bệnh viện á, tiền viện phí tăng đó, kêu họ giảm đi. Kêu họ giảm tiền viện phí đi. Cứu những trẻ em vùng núi đi, học phải leo cầu đi, leo dây đi, đu dây cáp đi. Quay qua kêu những người lãnh đạo đảng Cộng sản hôm nay có hàng, có tiền muôn bạc bạn đó, giúp đi. Tiền muôn bạc bạn nó giúp cho dân đi, dân vùng núi đi. Họ đang nắm trong tay một cái khối lượng tiền kết xù đó. Tại sao không kêu họ làm? Tôi đâu có quyền hành gì đâu. Tôi không có cái quyền gì hết á. Tại sao tôi phải làm những cái điều đó? Trong khi cái đảng đang gây hại, đang cướp bóc đồng bào, bóc lột mồ hôi xương máu, quay qua kêu tôi về giúp cho dân Việt Nam. Chết riêu. Vớ vẩn, vô lý, điên hả? Tôi một người phụ nữ bình thường thôi, nhưng mà sóng gió cuộc đời tại Việt Nam nó làm tôi như thế này nè. Tôi đã lăn lộn từ lúc tôi mới 11 tuổi. Đừng ai hỏi tại sao tôi mạnh mẽ vậy. Cuộc sống nghèo khổ tại Việt Nam nó rèn luyện tôi nên như vậy đó anh chị. Từng cái quần, từng cái áo, từng cây viết, từng cuốn tập tôi đi học. Đảng nào lo? Dẹp mẹ nó đi. Vô đây nó đảng và nhà nước lo, nhờ có đảng hả? Lo ở trong cái chuồng heo á. Rồi bây giờ ngày hôm nay tôi sang đây, đảng và nhà nước nào lo? Ra bên đây đảng và nhà nước lo đến mức độ tôi ra đường tôi gục mặt xuống, tôi không dám nhìn ai hết á. Mang cái passport ra Việt, ra thế giới không dám nhìn ai hết á. Đảng và nhà nước lo đó hả? Đúng rồi, lo dữ lắm. Lo lắm, lo đi rồi mai mốt nó cũng lo giùm các bạn cái bộ đồ lòng của các bạn nó đưa đi qua Trung Quốc, nó lo giùm cho. Nó lo giùm cho. Nói về cái sự phẫn uất trong tôi nó lớn lắm anh chị. Tôi nói thiệt, tôi muốn hát cho to lên nữa. Sao không điên máu được anh chị? Ra bên đây người dân Việt Nam sống quá trời sướng luôn. Người nghèo thôi người ta cũng đã có chiếc xe hơi người ta đi rồi. Người ta ăn uống thoải mái lắm. Người ta vô bệnh viện cũng vô tư, không có lo tống lo tiền bạc. Còn người dân của chúng ta quá khổ luôn. Mà bây giờ nói ngày 5 tháng 3 nó bây giờ nó bóp internet lại. Mạng xài không được. Chúng ta nói nó bóp họng chúng ta lại. Những người nào mà chủ trương phong trào xuống đường, họ tới nhà họ canh, họ không cho chúng ta xuống đường. Tự do chỗ nào nữa anh chị? Dương biểu dương thùy mị hả? Biểu dương hiền hòa hả? Không có đâu, con dương này không có hiền đâu anh chị. Con dương này không có nhút nhát, không có rụt rè, không có nhu nhược đâu. Dương nói cho anh chị biết, anh chị an tâm đi. Nhưng mà những cái vấn đề gì chúng ta phải đứng chúng ta nhìn. Có những cái con người ngày hôm nay họ có một cái sức ảnh hưởng vô cùng lớn, họ đang trốn chạy. Đảng Cộng sản nó không cho chúng, cho những cái con người đó sống đâu. Dương ở Việt Nam là ngày hôm nay Dương, còn ở Việt Nam là Dương nói thiệt, nếu mà Dương hoạt động cái kiểu này, Dương nói kiểu này, anh chị không không biết là nó sẽ thế nào. Nó sẽ thủ tiêu luôn đó. Không sao, Dương đã nói rồi, Dương chấp nhận mà, chấp nhận mọi thứ mà. Bây giờ nếu mà Dương mà lỡ, Dương mà về Việt Nam, Dương bị bắt, nó đánh cho Dương bầm mình, bầm mặt, sưng mũi, sưng miệng, nó mắc đâu hết, đó là phần xác thôi. Đó là cái phần xác nó sẽ trở về với cát bụi, giống như từng hạt hạt cát, hạt đất nhuyễn thôi. Nó sẽ phân hủy đó anh chị. Nhưng không có sợ. Chúng ta sinh ra từ đâu? Từ cát bụi thì chúng ta cũng sẽ trở về với cát bụi. Chúng ta không thoát được đâu. Nhưng nói nhiều lần, chúng ta không thoát khỏi cái chết đâu anh chị. Cái bộ đồ này là bộ đồ tang ngày hôm nay mà Dương đi đưa tiễn người ta nè. Dương nhìn, Dương ngồi, Dương suy nghĩ rồi. Mai đây Dương cũng sẽ là người nằm tiếp theo trong cái quan tài đó. Đâu có thoát được đâu. Đấu tranh thôi. Chúng ta nhu nhược con cháu chúng ta chết đó. Có gì á. Bạn trả hãy can đảm mạnh mẽ lên chị. Dương đại diện cho thành phần nông dân lao động nghèo. Dương sẽ bằng mọi cách nỗ lực cố gắng. Anh chị, hãy tin đi. Những người Việt ở bên đây đó, hằng ngày họ giỏi về, mà sau này sẽ có những cái sự chuyển biến tích cực lắm. Những người bạn trẻ, hãy chúng ta hãy bên trong chúng ta mạnh mẽ lên. Dương cũng đã từng trải qua cái tuổi trẻ giống như các bạn,
Bây giờ Dương ba mấy tuổi, Dương cũng đã trải qua giai đoạn 18-20 giống như các bạn. Các bạn mạnh mẽ lên, ở bên cạnh các bạn còn có chúng tôi. Còn có nhiều người lắm các bạn mạnh mẽ lên. Nha, chúng ta không có đơn độc, chúng ta không có lẻ loi đâu. Dương làm được, các bạn làm được. Các bạn không có tiếng nói, các bạn không có tự do ngôn luận. Dương sẽ là người đại diện tự do ngôn luận cho các bạn. Dương ở bên đây, Dương dùng cái tự do của cái xứ người đó. Dương là người Việt Nam, Dương phải nhờ cái sự tự do ngôn luận của cái xứ người đó. Để Dương kêu lên để cho các bạn có tự do chính tại cái ngôi nhà của chúng ta. Chính tại Việt Nam. Chính tại cái ngôi nhà mà chúng ta đã từng tự hào Việt Nam có tự do ngôn luận. Thì bây giờ cái sự tự do ngôn luận Dương phải ở một cái xứ người, Dương mượn cái điều đó. Để Dương đấu tranh, Dương đòi cái quyền tự do ngôn luận cho các bạn tại Việt Nam. Vậy nghe các bạn. Chúng ta mạnh mẽ lên. Chúng ta không có cái gì phải sợ. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi. Nên nhớ một cái điều đó chúng ta. Nhớ chúng ta mạnh mẽ lên. Còn những cái chuyện mà đấu đá nội bộ với nhau. Kích người này kích người kia. Đừng có kích nữa. Chúng ta đừng có kích nữa. Chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi. Còn nếu chúng ta cảm thấy cái người đó nghi ngờ, chúng ta lùi lại, chúng ta âm thầm, chúng ta quan sát. Con vô liền hả chú? Chúng ta quan sát, chúng ta đừng có đem lên cộng đồng mà chúng ta kích. Dở lắm. Người ta nhìn, người ta biết được chúng ta là ai đó. Dương nói vậy các bạn hiểu nha không? Cái tiêu chí của Dương là không, Dương không kích một ai. Dương không kích một ai, Dương không nêu ai. Mà Dương không viết bài về người đó. Mặc dù rằng ngày hôm nay Dương có thấy những sự xôn xao, nhốn nháo. Không nên. Dương dừng cái buổi nói chuyện này ở đây bây giờ. Tại vì không nghĩ rằng Dương sẽ tập trung vô nó như thế này đâu. Có thể tối nay Dương về, Dương sẽ tập trung vô, Dương làm nói chuyện với anh chị. Có những cái bài. Dương dừng cái buổi nói chuyện ở đây nha. Thì ngày hôm nay là Dương đi đám tang về mà. Cho nên là người nó cũng đen hơi tối chút xíu. Dương cũng không có. Cho nên Dương cũng xin lỗi với anh chị. Nhưng mà chúng ta hãy mạnh mẽ lên, những người bạn trẻ trong nước. Không có cái đảng nào là cho chúng ta đâu. Đảng Cộng sản không đại diện cho người dân. Đảng Cộng sản không đại diện cho người dân đâu anh chị. Nên nhớ cái điều đó nha. Và những cái người công an ngày hôm nay anh chị cười hả hê trên cái đồng tiền mà anh chị nhận lương đó. Chính là cái sự đau đớn, sự nghèo khổ của người dân Việt Nam. Hẹn gặp lại anh chị nha. Dừng lại đây.